bà con, quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay: Nông cống chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm, biện pháp phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc cho lúa chiêm xuân mới trồng. Trước hết, mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, theo quyết định 3263 ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 100 cơ sở giết mổ tập trung nhằm phát triển toàn diện ngành chăn nuôi, xây dựng các quy trình giết mổ đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng các yêu cầu ngăn ngừa dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nhiều cơ sở được đầu tư xây dựng với nguồn kinh phí khá lớn, nhưng khi đi vào hoạt động gặp nhiều khó khăn trở ngại. Số liệu thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh hiện có 23 cơ sở giết mổ tập trung, nhưng chỉ có 12 cơ sở giết mổ tập trung đang hoạt động có hiệu quả. Các cơ sở giết mổ tập trung không có đầu ra ổn định và khó cạnh tranh với các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát. Do đó, để các cơ sở giết mổ tập trung hoạt động hiệu quả, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền địa phương trong việc kiểm tra xử lý các điểm giết mổ động vật nhỏ lẻ, tự phát. Đồng thời, ngành chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động giết mổ, kinh doanh gia súc gia cầm trên địa bàn quản lý theo phân cấp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 2.163 cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón, trong đó 21 đơn vị vừa sản xuất vừa kinh doanh phân bón, 35 cơ sở là doanh nghiệp, đại lý chuyên kinh doanh phân bón, còn lại là các đại lý hộ gia đình với quy mô và mức độ khác nhau. Hiện nay, các ngành có liên quan của tỉnh Thanh Hóa đã thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón cho 924 cơ sở. Lượng phân bón do các doanh nghiệp hàng năm sản xuất ra khoảng 320.000 tấn, đáp ứng khoảng 55% nhu cầu sử dụng phân bón trong tỉnh. Ngoài lượng phân bón do các doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất, số lượng phân bón do các công ty trong nước và nhập khẩu đưa vào tiêu thụ trên địa bàn tỉnh tương đối đa dạng và phong phú về chủng loại, mẫu mã và có chất lượng uy tín. Nhằm nâng cao giá trị trên diện tích canh tác theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ người dân xây dựng thành công nhiều mô hình phát triển nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, huyện Cẩm Thủy đã huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ về giống, tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chính sách của tỉnh Thanh Hóa theo chương trình liên kết sản xuất, cho thuê đất sản xuất nông nghiệp. Huyện thực hiện chuyển dần diện tích đất trồng lúa, trồng mía năng suất hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, khuyến khích nhân dân tích tụ ruộng đất, đầu tư phát triển sản xuất theo hướng cánh đồng lớn, áp dụng cơ giới đồng bộ, có nhiều chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất và liên kết bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Nhiều mô hình nông nghiệp liên kết theo hướng sản xuất hàng hóa được hình thành và mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng liên kết cây xả Java, trồng cây ăn quả, nuôi gà công nghiệp, bán chăn thả gắn với xây dựng thương hiệu, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, giá trị sản phẩm tăng lên, được người tiêu dùng tin tưởng. Trồng cà gai leo lãi gấp 3 lần so với cây rau màu khác, vì vậy nhiều hộ dân ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã có thu nhập khá từ loại cây này. Cà gai leo được đưa vào trồng thử nghiệm tại xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang từ tháng 6 năm 2018 với diện tích 10 hectare. Đến nay, diện tích cà gai leo của xã đã mở rộng lên 20 hectare. Cà gai leo sau 3 tháng trồng sẽ cho thu hoạch một đợt và thu hoạch trong 3 năm. Khi thu hoạch, nông dân các xã đã sử dụng máy cắt để sơ chế cây trước khi phơi khô. Theo đánh giá của người dân, so với một số cây trồng khác như đỗ, ngô, lạc, thì loài cây này thu nhập cao gấp từ 2 đến 3 lần trên cùng đơn vị diện tích. Mô hình sẽ là cơ sở để khuyến khích bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 1 năm 2020, dịch cúm gia cầm AH5N6 đã xuất hiện tại tỉnh Quảng Ninh. Tại Thanh Hóa, dù chưa có ổ dịch phát sinh, song việc chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm vẫn được các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện, ghi nhận tại huyện Nông Cống. Xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa có trên 16.000 con gia cầm, trên 20.000 hộ chăn nuôi gia trại trang trại. Sau Tết Nguyên đán, cùng với việc chỉ đạo chuẩn bị tái đàn, chính quyền địa phương cũng hướng dẫn các hộ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm. Trong đó, hướng dẫn các hộ chăm sóc,
đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho đàn vật nuôi để nâng cao sức đề kháng, đồng thời chủ động dự trữ hóa chất để tiêu độc khử trùng ở khu vực chuồng trại, vùng có nguy cơ lây nhiễm cao. Đối với các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã thì hiện tại thì các hộ cũng chấp hành rất là tốt, đặc biệt là cái công tác vệ sinh chuồng trại, rồi là công tác tái đàn, công tác đảm bảo các cái điều kiện về truy xuất nguồn gốc xuất bán, rồi là các cái công việc để đảm bảo cho cái tránh cái việc lây lan và tránh cái việc bùng phát dịch trên địa bàn là cơ bản là hết sức là đảm bảo trong cái đến thời điểm hiện tại. Huyện Nông Cống hiện có 1.200.000 con gia cầm, trên 150 gia trại, trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô lớn. Với phương châm phòng bệnh là chính, nên ngay sau khi có công điện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về phòng chống dịch cúm gia cầm, Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, ban hành các công văn chỉ đạo, yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng, kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2020, trong đó chủ động ra soát, thống kê chính xác tổng đàn gia cầm trong diện tiêm phòng. Ngay trong ngày 6 tháng 2, huyện đã cấp phát trên 300.000 liều vaccine cúm gia cầm và trên 1.500 lít hóa chất cho các địa phương tiến hành tiêm phòng và tiêu độc khử trùng. Nông Cống phấn đấu đến hết ngày 12 tháng 2 hoàn thành tiêm phòng cho đàn gia cầm trong diện tiêm phòng, sau đó sẽ xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện. Không cúm thì chúng tôi cũng cứ phải phòng thường xuyên. Tuần hàng tháng là đều phải có cái phun phòng. Chứ không phải là cứ có dịch rồi mới phun đâu. Thế còn bây giờ đến cái nếu như là có dịch ấy, thì mình lại càng phải cẩn thận hơn tí. Các cái gia cầm từ bên ngoài địa bàn vào huyện thì lực lượng công an, lực lượng quản lý thị trường đã thành lập các cái tổ kiểm soát tại các cái vùng giáp danh với các cái huyện có cái vùng biên từ gia cầm từ bên ngoài vào trong địa bàn huyện. Và riêng các xã thị trấn thì thành lập các cái tổ cơ động để kiểm soát các cái lượng gia cầm cũng như đưa từ bên ngoài vào bên trong và kiểm tra tất cả các cái lượng trứng và cái gia cầm nhập từ bên ngoài đưa vào để tiêu thụ trên địa bàn huyện. Thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các chủng virus cúm gia cầm và dịch cúm AH5N6 phát sinh. Đây cũng chính là thời điểm các hộ chăn nuôi trong huyện tái đàn, nên việc lưu thông và nhập giống gia cầm tăng cao, nguy cơ lây nhiễm, xâm nhập dịch cúm gia cầm vào địa bàn huyện rất lớn. Do vậy, ngoài việc hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cầm chủ động áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, huyện Nông Cống chỉ đạo cho ngành nông nghiệp, chính quyền các xã tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập giống gia cầm ra vào địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý ổ dịch, tránh tình trạng bùng phát, lây lan ra diện rộng. Thưa bà con, thưa các bạn, hiện nay Thanh Hóa đã gieo trồng được hơn 80% lúa chiêm xuân. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất thường là điều kiện để sâu bệnh phát sinh phát triển. Trong mục Nhà nông cần biết hôm nay, xin được chuyển đến bà con và các bạn một số biện pháp chủ yếu về chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa chiêm. 1. Tiến hành tỉa rặm. Để tạo cho ruộng lúa có mật độ đồng đều đảm bảo số rảnh trên 1m2, cần tỉa và rặm lại những khóm bị chuột phá, kiểm tra những ruộng khi cấy, gặp rét, lá bị héo. Nếu thấy gốc và rễ bị thâm đen thì tỉa để cấy lại. Nếu gốc rễ còn tươi và trắng thì giữ lại để chăm sóc. 2. Chế độ nước. Cung cấp đủ nước suốt thời kỳ sinh trưởng của lúa, giữ mực nước vừa phải từ 3 đến 5cm, không để úng và hạn. Song nếu chủ động nguồn nước tưới và diệt chuột tốt thì nên rút cạn nước vào thời kỳ lúa kết thúc đẻ nhánh để hạn chế đẻ nhánh, chống đổ cho lúa, thời gian rút nước từ 7 đến 10 ngày. 3. Công tác bảo vệ thực vật. Thường xuyên thăm đồng, điều tra sâu bệnh và chủ động phòng trừ kịp thời để hạn chế thấp nhất sự thiệt hại do sâu bệnh gây nên. Những đối tượng sâu bệnh đáng chú ý là chuột, bọ trĩ ở đầu vụ đối với lúa gieo thẳng và cấy mạ trên sân. Bệnh đạo ôn, bệnh nghẹt rễ ở đầu vụ và các bệnh khác như khô vằn, dòi đục lá, dày nâu, sâu đục thân. Cần tiến hành phòng trừ sâu bệnh trên nguyên tắc, phòng trừ tổng hợp, điều tra dự tính, dự báo chính xác, xác định đúng ngưỡng để sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phun đúng lúc, đúng cách, đúng loại thuốc và đúng liều. Bản tin Vàng trong đất của chúng tôi hôm nay xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại bà con và các bạn vào chương trình ngày mai. Bà con, quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.